Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng chỉ đạo các phòng ban ngành chức năng của quận triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. 3 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng được duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực quận quản lý đạt hơn 37 tỷ đồng, tổng thu cân đối ngân sách ước đạt gần 217 tỷ đồng, công tác quản lý chỉnh trang đô thị được chú trọng triển khai, hệ thống ngõ phố được nâng cấp, bổ sung điện chiếu sáng, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình được triển khai đúng tiến độ, lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo đầy đủ. Quý 2, quận Hồng Bàng xác định rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm, địa phương phấn đấu hoàn thành dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận đến năm 2025 trình thành phố, tập trung thực hiện dự án chỉnh trang lại 2 bờ sông Tam Bạc, hoàn thành thủ tục hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.